Giành thắng lợi hoàn toàn, đất nước thống nhất, non sông đối diện một dải. Thắng lợi lịch sử vĩ đại mùa xuân 1975, một lần nữa khẳng định giai cấp nông dân là lực lượng hùng hậu của các bạn Việt Nam. Người nông dân đã dùng dao chiến đấu kiên cường và hy sinh anh dũng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm để bảo vệ tổ quốc. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, nông dân Việt Nam luôn hiện diện và đóng góp để cùng viết nên những trang sử hào hùng và vẻ vang cho cả dân tộc.